À, bây giờ ta sẽ hát một bài hát xong mình nghe cái bài hát đó là đón nha, tại vì bài hát nó gắn liền với món mình ăn cũng bị ăn nhé. Ok. Ai đi Tiền Giang xuống Phà Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ. Bắc Cần Thơ có gạo trắng nước trong. Hay về Sa Đéc hay là về Kiên Giang? Kiên Giang có món gì trời? Bún cá. Sai rồi. Chứ lại gì? Hôm nay tập sẽ nha, ăn bún sứa Nha Trang. Đi. Cái việc đầu tiên là nước phải trong. Nước mà nó trong thì bún cá rất là ngon. Nước đục ngon hả? Nước đục không biết. Tại vì nãy giờ ăn bún cá Nha Trang mấy con này là đục, nước đục hết á. Nước rất là trong và để sốt rất là ngon. Tại vì quê của Tùng ở Nha Trang nên cái này là bún sứa Nha Trang. Để không thử ăn coi thử là cái vị ở đây nó có đặc trưng giống vị Nha Trang không hay là nó bị lai nhiều rồi. Trước tiên cái điều đặc biệt á là thấy nó giống Nha Trang là chỉ là nước chấm này nè. Nước này gọi là nước mắm ngọt, nước mắm đường. Vị nó thì giống khoảng 70% là nước chấm ở Nha Trang. Chấm miếng nước mắm, bỏ vào miệng. Hồi còn ở quê là Tùng rất là hay đi bắt sứa nha mọi người. Cái con sứa này bắt xong rồi phải bỏ trong lu. Sau đó bỏ thiền chua và ngâm 2 ngày. Sau đó mới lấy ra ăn được. Ủa chứ không có chế biến hả? Không, tại vì nếu mày luộc nó lên thì nó sẽ bị nước nó đi ra hết á. Nó không có còn giòn nữa. Cái đầu tiên mà mình cảm nhận được đây là nó rất là giòn. Nghe nó sực giòn. Thứ hai là không có tanh. Đúng rồi, nó phải làm việc rất là kỹ, nó không làm phải sơ chế nó kỹ á, nó mới không có tanh được. Thứ ba nó vẫn còn cái vị mặn của mình, cảm thấy nó vị mặn của mùi biển á, vẫn còn. Ủa, cái này cá gì mày? Cái này hả? Cá cờ. Tại vì người hay nấu cá cờ, biết là nó làm gì không? Thứ nhất là ngọt nước, thứ hai là ăn, thứ sáu rất là dai, đúng không? Bao tử cá hay lòng cá nữa nè. Cái lòng cá ăn nó sình sịch ngon lắm các bạn ơi. Tiếc một điểm là quán hơi nhỏ, ít bàn nên là rất nhanh hết chỗ. Các bạn nên đến sớm hoặc là chọn mua về vào những giờ đông khách nha. Các bạn muốn thử món bún sứa Nha Trang này thì có thể đến địa chỉ 73/4 Trần Văn Bánh mọi người. Quán mở cửa từ 7 giờ sáng đến 9:30 hoặc là từ 4 giờ chiều đến 20:30. Mẹ cái bị điên anh mày. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.